Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 12 năm 2022 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kg cũng như là những cái dòng hàng lan thuần. Hàng đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa Tết hay là hoa xuân, cực kỳ là đẹp với cái giá vô cùng là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Danh báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg, đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo thập hoa về đẹp mê ly luôn cô chú anh chị này. Hàng thân căng mập nú luôn ạ. Và xanh mướt như thế này, cắt tỉa rất là kỹ luôn và dề vừa tầm ghép rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Để về cô chú anh chị có một cái suối hoa thật là tuyệt vời để thưởng thức hoa xuân đấy ạ. Hoàng thảo thập hoa với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Hàng về rất là đẹp luôn, tươi roi rói nhá. Tiếp sang bên này đây là cái lô kiều vàng. Nói chung là hàng thì không đẹp mê, không thể chê vào đâu được ạ. Hiện tại cây đã bắt đầu là chuẩn bị sưng những cái mắt nụ rất là lớn rồi này cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những cái mùa chùm hoa như những cái chiếc đèn lồng vàng rực rỡ tuyệt vời ở mùa xuân đây ạ. Không quá dài và không quá ngắn, hàng xanh mướt, cắt tỉa cực kỳ là kỹ luôn. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng bao chuẩn và đẹp như thế này, hàng vừa về luôn, đẹp mê ly ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc nhé. Dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc cũng vậy này, với những cái thân căng mướt luôn cô chú anh chị ạ. Dòng ngọc thạch 3 màu Bắc thì khi mà sổ hoa ấy sẽ rất là đảm bảo với 3 màu sắc tuyệt vời. Mà cái tầm bây giờ ấy thì hàng đã xuống lá và chuẩn bị lên mầm gốc thôi, cũng như là chuẩn bị chuẩn bị mới ra nụ thôi. Nên là cô chú anh chị sẽ được trồng cũng như là chăm những cái cây lan gọi là đảm bảo chơi chuẩn mặt hoa Tết nhất. Và cái cơ hội để cây lan sống sót là cái thời điểm đẹp nhất trong năm nhé. Thì nói chung là nó cũng sẽ có cả hàng già, hàng thân già và thân tơ. Đấy, với cái hàng khô ráo và đẹp như thế này thì thứ nhất là hàng chuẩn mặt bông cô chú anh chị, hàng cô chú anh chị được chơi hoa đẹp. Thứ hai là tầm ghép tuyệt vời, một cái cơ hội để cây lan sống tốt nhất nhé, thuần tốt nhất nhé cô chú anh chị nhé. Mà lại mua thì rất là lợi cân luôn đúng không ạ. Em bán với giá chỉ có 140.000 cho 1 kg hàng của ngày hôm nay. Ngọc thạch 3 màu Bắc 140.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Nay thì em vừa cập bến cái lô này thì nói chung là nó cũng rẻ hơn những cái lô trước, nên là em sẽ bán giá cực kỳ là nhẹ nhàng như vậy đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Cái lô sơn thủy tiên về cũng đẹp mê ly như thế này này. Dòng sơn thủy tiên cô chú anh chị như nào mà nhìn không quen ấy thì sẽ có thể nhầm lẫn với cả hoàng lạp. Tuy nhiên ạ, cô chú anh chị nhìn kỹ thì có thể thấy rằng là cái dòng sơn thủy tiên lá nó sẽ dày hơn nhá. Lá nó dày hơn và tròn hơn so với cả hoàng lạp. Cô chú anh chị nhìn kỹ là sẽ cảm thấy sự khác biệt luôn đấy ạ. Với những giòn giả hành tròn vo căng mướt và đẹp tuyệt vời như thế này, em bán là 170.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Cây thì bây giờ cũng đang chuẩn bị là sưng những cái mắt nụ rồi cô chú anh chị này. Đấy, những cái mầm nụ bên dưới đã nảy rất là rõ. Một cái giả hành của kim điệp xuân này có thể cho cô chú anh chị một thân này này, có thể cho 1-2 cái chùm hoa rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái dòng kim điệp xuân này có những cái lô về thì bây giờ cây đã nhú nụ rồi. Đấy, cái cây lô này thì chưa thấy nhú nụ đâu cô chú anh chị ạ. Và dòng kim điệp xuân này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg nhé. Hàng rất là đẹp luôn, nửa kg cô chú anh chị có một cái giò lan một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân luôn rồi đấy ạ. Rồi ạ, tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan đùi gà dẹt này cô chú anh chị này, hàng về xanh mướt luôn và với những cái rề rất là vừa tầm ghép đẹp như thế này này. Và lác đác một vài cây là cái dòng gà dẹt này này đã bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Gà dẹt một số thân là đã bắt đầu nhú nụ rồi ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em này, một số cây gà dẹt thì nó đã nhú nụ như thế này này. Là một số cây thôi, một số cây nụ sớm hơn, có thể là nụ sớm hơn một chút thì đã nhú nụ rồi. Đấy ạ, rất là nhiều, cũng khá là nhiều cây là đã bắt đầu là nhú nụ rồi này.
Tầm như thế này ạ, thì vận chuyển đóng gói là từ rừng về cũng như là đóng gói hàng gửi cho cô chú anh chị là nó sẽ không có ảnh hưởng nụ nhé. Thế ạ. Thế còn nếu mà ví dụ như là cây chồi hẳn nụ ra rồi, nụ lớn rồi mà phân nụ rồi ý, thì khi mà vận chuyển về là sẽ rất là dễ dàng bị hỏng nụ. Nên là cô chú anh chị mà muốn được ngắm những cái bông hoa gà dẹt ở mùa xuân thật là rực rỡ ý ạ, thì đây là cái thời điểm quá là tuyệt vời đúng không ạ? Em bán với giá là 190.000 cho 1 kg gà dẹt. Hàng thì cũng là những cái dề rất là đẹp luôn như thế này, cô chú anh chị này. Đó, hàng cũng là những cái dề rất là tuyệt vời như thế này. Giá là 190.000 nhá. Còn sang bên này đây sẽ là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nhá. Hàng về xanh mướt luôn. Đấy, cây kiều tím bây giờ cũng đã bắt đầu là sưng mắt nụ đấy ạ. Nói chung là bây giờ là chuẩn bị sang xuân rồi ạ. Những cái dòng kiều sẽ nở hoa Tết hoặc là đầu xuân. Thì hiện tại là cây đã bắt đầu chuẩn bị là nhú nụ. Để cô chú anh chị có thể thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể được ngắm những cái bông hoa gọi là đẹp trọn vẹn nhất. Kiều tím em bán với giá là 330.000 cho 1 kg. Còn sang bên này đây thì em có gà tròn nữa này cô chú anh chị này. Hôm nay có đủ gà dẹt và gà tròn. Gà tròn cũng vậy, nói chung là nó nở khá là sát Tết. Là cây gà tròn bây giờ cũng đang chuẩn bị đi vào chuẩn bị là sưng những cái mắt nụ rồi ạ. Dạ. Cũng đã đi vào giai đoạn là chuẩn bị chồi những cái mắt nụ nhá cô chú anh chị nhá. Gà tròn ạ. Cũng lác đác là một vài thân nào đó nụ sớm ấy, thì nó cũng đã bắt đầu là nhú nụ đấy cô chú anh chị. Hàng thì cắt tỉa khá là kỹ luôn nên cô chú anh chị thì nhìn thấy cái lô hàng ạ, rất là tươi, rất là nhiều thân tơ đẹp như thế này. Và đùi gà tròn em cũng bán với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg thôi. Đấy, gà tròn. Cô chú anh chị muốn lấy gà tròn hay là gà dẹt? Nói chung cả hai cái mặt bông thì đều rất là rực rỡ và đáng thưởng thức sưu tầm. Mà mặt bông gà thì nói chung là rất là bền hoa đúng không ạ? Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo kèn. Với những cái thân căng mướt như thế này này, hàng 100% là thân tơ luôn. Một số thân thì cũng đã bắt đầu là nhũ nụ rồi ạ. Nếu như cái dòng hoàng thảo kèn này mà về chỗ mình lâu ấy ạ, cô chú anh chị nào mà ở miền xuôi mà lấy ấy, thì cái cây kèn này nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết luôn. Đấy, thậm chí là nở trước Tết luôn. Nhưng ở chỗ em cái thời tiết nó khá là lạnh. Đấy, khá là lạnh. Một số cây là bây giờ đã bắt đầu nhú nụ rồi. Từng thân một đảm bảo cô chú anh chị sẽ là những cái suối hoa kèn rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức hoa xuân. Đấy, mầm gốc thì cũng đang bắt đầu lên này cô chú anh chị này. Nụ thì mới bắt đầu là chuẩn bị nhú. Nên là cái thời điểm quá là đẹp đúng không ạ? Quá là đẹp để cô chú anh chị có thể được thưởng thức một mùa hoa kèn trọn vẹn, cũng như là cái cơ hội để thuần những cái cây kèn đẹp nhất trong năm ạ. Hoàng thảo kèn thân đẹp mê ly như thế này, giá em bán là 450.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg luôn ạ. Bán từ 0,2 kg luôn cô chú anh chị nhé. Rồi ạ, tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan báo hỷ ạ. Cái dòng báo hỷ, một cái dòng lan mà sẽ nở vào Tết hoặc là đầu xuân. Đấy, cái lô này thì chắc là sẽ nở vào đầu xuân với sắc hoa hồng đỏ. À, màu sắc rươi là rất là tươi, rất là đẹp luôn, như là báo hiệu một năm mới nhiều niềm vui đến với lại gia chủ đấy ạ. Và 1 kg báo hỷ này em bán với giá chỉ có 120.000 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vôi này. Cái dòng vôi này này, về cái độ thơm của nó thì nó chỉ đứng sau trầm. Nói chung là cái dòng lan hoàng thảo vôi hàng rừng ấy, tầm bây giờ rụng lá nữa thì nhìn thực sự là rất là xấu luôn ạ. Rất là xấu luôn, nhất là cô chú anh chị nào mà chưa chơi lan quen ấy thì nhìn những cây vôi này chắc chắn là sẽ cực kỳ là thiếu cảm tình. Đấy, còn những người nào mà đã chơi vôi quen rồi ấy, thì những cây này nó quá là bình thường đúng không ạ? Cái dòng vôi, cái thân già thì nó teo tóp này, cái thân tơ thì chuẩn bị ra hoa mà nó bong bong nhìn như là không có sự sống luôn ấy ạ. Đó, nên là nhìn rất là thiếu cảm tình luôn. Nhưng mà cái hàng này ấy thì dễ sống, dễ chăm mà dễ thuần. Khi mà ra hoa thì rất là thơm cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan hoàng thảo vôi này này, em bán với giá hàng hôm nay là 180.000 cho 1 kg hoàng thảo vôi. Và bên này thì em có hai lô hoàng lạp đây cô chú anh chị này. Lúc nãy em có nói giới thiệu hoa sơn thủy tiên. Và đây sẽ là hai lô hoàng lạp này. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy nó cái cây hoàng lạp ấy là nó sẽ nhỏ hơn so với sơn thủy tiên đấy ạ. Một lô hoàng lạp như vậy với giá 40.000. Đấy, em có hai lô. Mỗi một lô đủ cô chú anh chị là một giò sinh. Còn sang bên này đây thì em có hai lô giáng hương tam bảo sắc này. Lô này em gọi là lô số 1. Về cô chú anh chị cũng có thể làm được một giò rất là đẹp ở mùa xuân rồi ạ. 40.000 cho lô số 1 nhé. Lô số 2 khoảng tầm hơn 10 thân và cây đẹp này, em bán 60.000. Đó, 60.000 cho lô số 2. Và bên này đây thì em có cái trầm tím hàng rừng. Một cái lô trầm tím hàng rừng duy nhất thôi ạ. Hôm nay em còn có một lô duy nhất thôi. Ở chỗ này thì được cực kỳ là nhiều luôn nhé. Với giá 90.000 ạ.
90.000 cho lô chầm tím hàng rừng này. Và bên này sẽ là hai cái lô chầm mà thân cây thân to nhưng mà nó bị gãy thân. Gãy thân như thế này này cô chú anh chị này, hàng toàn thân tơ thôi. Về cô chú anh chị gắn lại thì nó vẫn cứ cho hoa bình thường ạ. À, gắn lại vẫn cho hoa bình thường cô chú anh chị nhé. À, nói chung là nhìn nó xấu mà nhìn như thế này thôi, gắn gắn lại. À, ví dụ cô chú anh chị cắm tăm lại thì nhìn cây hoa nó vẫn cứ đẹp bình thường, nói chung là không ảnh hưởng đến hoa. Cái mầm thì cũng vậy. À, thì mỗi một bình thường em bán 450.000 cho 1 kg, thì mỗi một lô như thế này, mỗi một lô như thế này thì em hôm nay ạ bán cái hàng này chắc là mỗi một lô này có khi phải đến gần tầm nửa kg ấy, hàng thân to mà, thì em sẽ bán với giá là 130.000 cho mỗi một lô như thế này nhá. 130.000 cho một lô này, em có hai lô như vậy đấy ạ. Lô trong này em gọi là lô số 1 và lô bên ngoài gọi là lô số 2. Bên này là một cái lô kim điệp nhựa phải nói là siêu đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái lô kim điệp nhựa cực kỳ là đẹp nhá. Đây ạ, nó đang nụ này cô chú anh chị này, đang nụ này. Đó, có những cái thân thì nó ra cái nụ ở bên trên, có những cái thân thì nó lại ra nụ ở cái phần thân này cô chú anh chị này. Cái lô kim điệp nhựa quá là đẹp. Đây, có những cái cây thì nó ra cái mắt nụ ở tận bên dưới này này. Cây kim điệp nhựa này. Đấy, không phải là năm nay nó ra hoa rồi năm sau nó không ra hoa đâu ạ. Như là cây này này, năm trước nó ra hoa ở bên trên này này. Năm nay bây giờ nó lại ra hoa ở bên thân bên dưới này này. Cái cây kim điệp nhựa ấy. Hoa dày, rất là dày bông. Một cái lô kim điệp nhựa cực kỳ là đẹp như thế này này. Em bán với giá là 130.000 cho lô kim điệp nhựa này nhá. Và bên này là một cái lô đuôi sóc. Một lô đuôi sóc này cô chú anh chị về ghép được một trụ hay là một chậu xinh này. 40.000 cho lô đuôi sóc này thôi. Và bên này sẽ là những cây hải âu ạ. Hải âu một lô này, mỗi một lô như vậy em bán với giá là 30.000 cho một lô hải âu. Đủ cô chú anh chị là một giò sinh. À, lô này 30.000, lô kia sẽ là 35.000, hai cây rất là to. Hoặc cô chú anh chị nào mà muốn lấy lượng nhiều hơn thì cô chú anh chị lấy hàng này cho em này, 100.000 cho 1 kg thôi nhé cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể lấy 0,2, 0,3, 0,4 tùy cô chú anh chị. Đó, 100.000 cho 1 kg. Ở đây thì em có hai lô hoàng thảo chuỗi ngọc này cô chú anh chị này. Còn hai lô hoàng thảo chuỗi ngọc duy nhất, lô này lô số 1 này, nhiều khá là nhiều nụ đấy ạ cô chú anh chị này. Đấy, nụ rất là đẹp luôn này. Đấy, lô này lô số 1. Đấy, nụ nhiều và đẹp nhá. Cái lô này em bán với giá là 70.000 cho lô số 1. Lô số 2 này, lô hoàng thảo chuỗi ngọc số 2. Này chỗ này nguyên một dề luôn. Nó chuyện vận chuyển trên rừng về nó có hơi bị gãy dập cô chú anh chị ạ. Đấy, lô số 2 này em bán lô này có những cái thân thì nó vẫn chưa có nhú nụ đâu ạ. Đấy, những cái thân này thì là những thân tơ nhưng mà bây giờ đang chuẩn bị chồi nụ thôi. Này là nguyên một dề luôn đấy cô chú anh chị, 50.000 chơi lô này này. Dạ, tiếp sang bên này đây ạ, là hôm nay này em về những cái cây giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhá. Những cây giả hạc chớp Mỹ nụ phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Hàng này sẽ là hàng chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị đây. Có những cái cây chớp Mỹ nụ đã rất là lớn như thế này là chuẩn bị bung lụa luôn đấy cô chú anh chị. Mặt bông hoa tím chớp rất là đẹp và hoa cực kỳ là thơm luôn. Với chậu giả hạc chớp Mỹ này nó sẽ rơi khoảng tầm 2 thân hoặc là 3 thân. Chi chít là nụ luôn, nụ rất là sai và rất là đều và đẹp như thế này này. Đó. Và một cái chậu giả hạc chớp Mỹ nhá. Chậu 2 thân em bán với giá là 100.000 cho chậu 2 thân ạ. Và cái chậu 3 thân nhá. Chậu 3 thân em xin phép được bán với giá là 120.000. Đó, 120.000 cho chậu 3 thân. Trước đây những năm trước đây một thân giả hạc chớp Mỹ rơi vào 270, 280. Đó, thì bây giờ ạ, cả một cái chậu 2 thân hay là chậu 3 thân có hơn 100.000. Nếu mà ví dụ cô chú anh chị sở hữu những cái chậu chớp Mỹ 2 thân này, nó cao đẹp. Chậu 2 thân nó sẽ cao từ khoảng tầm 45-50 cm trở lên cơ mỗi một thân ấy cô chú anh chị. À, một chậu hai à cô chú anh chị lấy hai chậu sẽ là rơi vào 200.000 thì được 4 thân giả hạc chớp Mỹ rất là đẹp để cô chú anh chị ghép lại một chậu. Hoặc cô chú anh chị lấy chậu cho em mỗi một chậu là 3 thân như thế này cũng sẽ có chiều cao từ 40 cm trở lên đấy cô chú anh chị. Mà giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi. Đó. Đấy, thì cô chú anh chị thích lấy cái cây kiểu nào cũng được nhá, mà thân nào cũng đang nụ rất là đẹp luôn. Đó, thân nào cũng đang nụ cực kỳ là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Rất là sai hoa một cách cực kỳ là tự nhiên luôn nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em là những cái cây chớp Mỹ nụ bắt đầu lớn là cô chú anh chị nhìn thấy là cánh hoa của nó bắt đầu là đã bắt đầu là có những cái vạch chớp rồi đấy ạ. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ ạ. Những cái chậu trầm rồng đỏ nhá. Chậu trầm rồng đỏ thân mập nụ ú như thế này. Chậu rơi vào 2 thân em bán với giá là 80.000 cho một chậu 2 thân nhé.
và chậu rơi vào 3 thân ấy ạ. Em sẽ bán là 100.000. Cây thì hiện tại đang bắt đầu là chuẩn bị nứt những cái mắt nụ. Cây bắt đầu nứt mắt nụ. Thì cô chú anh chị cũng biết rồi, cái chầm rồng đỏ này là một cái mặt bông mà nó sẽ nở hoa Tết. Cái lô này thì sẽ nở vào đầu xuân, nên là hiện tại bây giờ cây đang bắt đầu là chuẩn bị là nứt mắt nụ thôi. Đó, cái hoa của cái dòng này này, hoa thì rất là to và dễ thuần, dễ chăm đúng không ạ? Cực kỳ là thơm, chầm thì rất là thơm rồi. Đấy. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây dendro. Những cái cây dendro mặt bông cực kỳ là đẹp ở đây, cô chú anh chị nhìn cho em. Một cái chậu dendro xuân, cái cánh hoa tím hồng và cái môi môi rất là sắc nét như thế này này, cô chú anh chị này. Đó, một cái mặt bông rất là đẹp, sắc hoa tím hồng đậm rất là đẹp như thế này, cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì có hoa thơm và độ bền của nó sẽ trên 2 tháng. Nên là những cái chậu dendro xuân như thế này này, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 thân hoa, cô chú anh chị ạ. Mầm gốc đang lên chi chít luôn, cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa trong vòng trên 2 tháng chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình. Em bán với giá chỉ có 150.000 cho một cái chậu dendro xuân này thôi, cô chú anh chị nhé. Và bên này thì em còn có một cái giò dendro xuân cực kỳ là VIP đây, siêu VIP. Thân cao khoảng tầm 40 cm và chậu 2 thân. Hoa này sẽ là hoa đỏ nhá, tím đỏ đậm, tím đỏ đậm. Dạ, em bán 190.000 cho cái chậu này. Còn bên này đây cũng là cái dòng dendro. Cái dòng này thì cô chú anh chị nhìn thấy là mầm ki chi chít luôn. Nè, mầm ki chi chít luôn nhé. Có thể là sẽ là, cũng có thể là sẽ là nụ này. Và cũng có thể là sẽ là hoa, bởi vì hiện tại là bắt đầu sẽ có một số sẽ là nụ và một số sẽ là hoa. Ví dụ như những cái này là bắt đầu phân như vậy thì sẽ là nụ này. Có những cái sẽ là hoa cô chú anh chị nhé. Thì đây ạ. Em nghĩ rằng là cái này thì nụ cũng sẽ rất là khá là nhiều. Hoa này cũng sẽ cực kỳ là đỏ đậm đây cô chú anh chị, nhìn nụ của nó là biết rồi đấy ạ. Đấy, nhìn nụ của nó nở ra như vậy là cô chú anh chị biết rồi này. Và một cái chậu như thế này rơi vào ít nhất là 3 thân trong một chậu. Với giá em bán chỉ ở 130.000 thôi. Đấy, có 130.000 trong cái giò này thôi, cái chiều cao của nó cũng khá là cao nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng điện lan Sato cô chú anh chị nhé. Đây là những cái chậu điện lan Sato hoa màu đỏ. Cho cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu những cái giò hoa đỏ thắm ở những ngày Tết đấy ạ. Sắc hoa đỏ thắm của dòng điện lan Sato tạo không gian rất là ấm áp cho gia đình đây. Thì một cái chậu điện lan Sato như vậy rơi vào là 3 cần hoa em bán 280 cô chú anh chị nhé. Còn chậu 4 cần hoa em sẽ xin phép được bán với giá là 320.000. Hàng nụ rất là khỏe, đảm bảo cô chú anh chị có những cái giò lan chơi Tết đẹp. Còn ạ, còn đây là những cái chậu lan, đây là những cái chậu lan hương quý phi hay còn gọi là quý phi thanh ngọc này cô chú anh chị này. Với cái màu hoa cánh hoa xanh ngọc rất là đẹp như thế này này. Đó, cánh hoa xanh ngọc. Và cái dòng này thì nó khác với cả cái quốc sắc thiên hương cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể thấy này, cái mặt bông của nó khác nhau đấy ạ. Cái mặt bông của dòng hương quý phi này này, cái lưỡi của nó nhìn nhìn nhọn và nhìn rất là sắc sảo luôn. Đó. Cái mặt bông nói chung là mặt bông có cái vẻ đẹp rất là trang nhã, rất là nhẹ nhàng. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Và một cái chậu hương quý phi như thế này rơi vào ít nhất là 5 cần hoa. Rơi vào 5 cần hoa là ít nhất nhé cô chú anh chị nhé. Cái này thì hiện tại là cái dòng này thì độ bền của nó là trên 2 tháng. Nên là hoa này sẽ cực kỳ là đẹp trong những ngày Tết cho cô chú anh chị. Đảm bảo là sẽ là những cái giò hoa cực kỳ là đẹp. Nói chung mỗi cái giò như thế này cô chú anh chị trưng trong nhà cũng rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Màu xanh ngọc tạo cái không gian rất là nhẹ nhàng cho gia đình đấy ạ. Em bán với giá là 300.000 cho một giò. 300.000 cho một giò. Hoa rất là khỏe, nụ khỏe, đẹp như thế này, thân lá đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng lan rủ thì đây ạ. Ngọc bạch long băng thác hay còn gọi là bạch ngọc thiên hương đây ạ. Dòng bạch ngọc thiên hương này hoa trắng này với những cái bông hoa bầu trắng đẹp và cành hoa sẽ rủ nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, cành hoa của nó rủ, khi mà bắt đầu nó dài là cành hoa của nó sẽ uốn dẻo và rủ xuống như thế này này. Đấy, cành hoa của nó dẻo và rất là dễ dàng uốn rủ đẹp cô chú anh chị ạ. Quý phi thanh cái dòng bạch ngọc thiên hương hay là bạch long băng thác đây nhá. Thì một cái giò như thế này này, đây ạ. Một cái giò như vậy là sẽ rơi vào ít nhất là 6 cần hoa nhé cô chú anh chị nhá. Rơi vào ít nhất là 6 cần hoa. Đó, em thấy là nhiều lắm cô chú anh chị ạ, nhiều cần hoa lắm ý ạ. Đây ạ, như cái cây này 2 này, 4 này, 5 6 7 8, nói chung là nhiều cần hoa nhưng mà nó có cần hoa dài, cần hoa ngắn. Mà em thấy là cần hoa nó cũng dài rất là nhanh đấy cô chú anh chị. Và một cái giò đẹp như thế này em bán với giá chỉ có 350.000 cho một chậu nhé. Dòng lan bạch long băng thác đi ạ.
như là những cái suối hoa khi mà nó rủ xuống như là như những cái thác hoa luôn đấy ạ. À, bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hàng chuỗi ngọc thì em bán hàng thuần đây cô chú anh chị nhé. Nói chung là cái dòng chuỗi ngọc ấy thì về nhiều cô chú anh chị trồng ấy để mà thuần được nó cũng rất là khó khăn. Đó, và những cái giò lan chuỗi ngọc thuần và thân căng đẹp như thế này để đảm bảo cho cô chú anh chị được ngắm bông hoa vô cùng xinh đẹp của nó mùa xuân. Giá em bán là 160.000 cho một chậu. Nó sẽ rơi vào ít nhất là 5 thân hoa cô chú anh chị nhé. 5 thân để cô chú anh chị thưởng thức hoa ở mùa xuân này đấy ạ. À, còn bên này thì em có một cái giò duy nhất. Hôm nay em còn duy nhất một cái giò này thôi. Rất là nhiều nụ, dòng phi điệp cánh viền. Đấy, cây đang bắt đầu sưng nụ rất là đẹp. Cái giò này thì rơi vào bao nhiêu? 4 thân hoa và gần như là cả 4 thân đều đang bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ, sưng mất nụ rồi. Và cái giò này em bán là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái bông hồ điệp. Cái dòng hồ điệp thì hoa nở cô chú anh chị biết rồi, độ bền của nó đều trên 2 tháng đúng không ạ? Thì hiện tại là em có những cái chậu hồ điệp nó đang nở hoa này cô chú anh chị này, đang nở hoa rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị trưng hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn. Thì một cái giò 2 cần hoa như vậy với giá chỉ có 60.000, đảm bảo cô chú anh chị mua đâu không nơi nào người ta có bán những cái cây hồ điệp đang hoa đẹp như thế này, khỏe như thế này mà chỉ có giá 60.000 đâu ạ. Bông hoa hồ điệp rất là đẹp luôn và có 2 cần hoa cô chú anh chị nhá. Chỉ có giá 60.000 thôi. Đó, trưng 1 tháng, trưng hơn 1 tháng thì cô chú anh chị thấy là nó cũng rất là xứng đáng luôn đúng không ạ? Với cái vẻ đẹp của nó. Còn bên này thì là sẽ là những cái cây mà nó đang nụ thôi và đang phân nụ này cô chú anh chị này. Hàng vườn nên cây rất là khỏe, nụ khỏe đẹp như thế này này. Em bán một cái chậu này là hồ điệp má đào nhá, 3 cần hoa với giá 70.000 cho một chậu. Đấy, 70.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài đấy ạ. Cái dòng đẹp đẹp, dòng lan đẹp từ thân lá đến hoa. Em bán là 70.000 cho một chậu chứ, cũng là 70.000 cho một chậu. Còn sang bên này đây. Bên này đây sẽ là những cái cây vũ nữ. Bên này sẽ là những cái cây lan vũ nữ hoa anh đào, 140.000 cho một giò đang nụ. Và bên này sẽ là dòng tiểu thần tiên, hoa rất là bền mà nói chung là những dòng vũ nữ này thì nó nở hoa quanh năm đúng không ạ? Với cần hoa mà nó rất là sai bông này. Bây giờ cô chú anh chị thưởng thức từ hoa từ bây giờ luôn. Đấy. Hoa rất là thơm ạ. Với giá em bán những cái chậu này nó đang nở hoa một cần hoa một chậu như vậy. Giá em bán là 150.000 cho một chậu nhá. Còn bên này đây sẽ là dòng lan tiểu thần tiên. Dòng tiểu thần tiên này. Cây cũng đang nụ này. Với giá em bán là 140.000 cho cái chậu tiểu thần tiên, chậu đang nụ. Và cũng có những cái chậu thì có nụ nhưng mà nó bị gãy bớt một ít. Sang bên này đây là những cái loại lan rất là đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái giò lan ưng ý nhất cho sân vườn đây. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Đầu tiên thì em có hai cói dề gà dẹt này cô chú anh chị này. Dề gà dẹt cực kỳ là đẹp ở đây ạ. Em gọi đây là cái hình số 1 này cô chú anh chị. Giò này như bằng cái hàng thuần luôn nhé. Em bán với giá là 260.000 cho cái dề gà dẹt này, thân đều tăm tắp luôn. Thân đều tăm tắp luôn cô chú anh chị ạ, đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ rồi. Ồ đẹp. Nhú nụ luôn rồi đấy ạ. Hàng dề thì nó sẽ hoa nó sẽ rất là nở rất là đều luôn. Có thân đâu đấy đã bắt đầu nhú nụ rồi. 260.000 cho dề này. Hình số 2 cũng sẽ là một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Hình số 2 một cái dề gà dẹt dài và rất là đẹp luôn. Đó, cái dề này thì em xin phép được bán với giá là 400.000. Sang hình bên này đây sẽ là kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Hàng này thì bằng cái hàng thuần luôn, đẹp mê ly cô chú anh chị ạ. Hình này em gọi là hình số 3 nhá. Hình số 3. Một cái dề kiều tím đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Nếu mà lên giò chắc người ta phải bán ít nhất là 400.000 không rơi đâu ạ. Với cái dề này em bán với giá là 260.000 cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp luôn. Và tiếp theo sang hình số 4 thì nói chung là kiều tím bên kia em còn có hàng cân ạ, với giá 330 một cân. Thì đây là những cái dề này. Dề này quá đẹp đúng không ạ? Cô chú anh chị nào sở hữu cái dề này sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời đây. Em bán cái dề này với giá là 350.000 cô chú anh chị nhá. 350.000 cho cái hình số 4 cái dề kiều tím miền Trung đây ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5 cũng rất là đẹp đấy ạ. Hình số 5 với giá 260.000 cho cái hình số 5 dề kiều tím này. Đó, dề này mà lên giò chắc chắn người ta cũng phải bán tầm ít nhất là 500.000. Quá là đẹp như thế này. Cái dề kiều này. Và sang hình bên này sẽ là một số dề thập hoa nhé cô chú anh chị nhé. Dề thập hoa này, hình số 6, cái dề thập hoa này. Em bán chỉ có bao nhiêu ạ? Có 70.000 cho cái dề thập hoa này thôi này. Đó, 70.000 thôi ạ.
Và hình số 7, dề thập hoa số 7 ở đây với giá em bán 100.000 cho hình số 7 nhá. Một cái dề rất là to. Và hình số 8, cái dề thập hoa số 8 này, xanh mướt luôn, cực kỳ là đẹp như thế này. 110.000 cô chú anh chị ạ, quá là rẻ luôn, một cái dề to đùng như thế này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9, cũng là 110.000 nhá, cũng là một dề tất rất là to, cái dề thập hoa rất là to. Và sang bên này đây sẽ là phi điệp 5 cánh trắng họng hồng, một cái mặt bông mà bất cứ một ai chơi lan nào khó tính ra nhất cũng không thể nào mà chê được cái mặt bông của nó luôn, 5 cánh trắng họng hồng đấy ạ. Hiện tại cái dề này này, 4 thân hoa đang nụ này, cô chú anh chị này. Cái giò này em chỉ bán với giá có bao nhiêu ạ? 130.000 nhá. 130.000, cái thân này thì nó bị chột đầu nụ đi một chút xíu, gãy đầu nụ đi một chút xíu. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Em bán cũng với giá là 130.000. 130.000 hàng đang nụ chi chít luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12, 140.000. Và bên này đây sẽ là dòng trầm trắng nhá cô chú anh chị nhá. Những cây trầm trắng, ồ, cái cây trầm trắng này có một cái thân tự dưng lại nhú nụ trước này cô chú anh chị này. Hàng này sẽ là chủ yếu là nở hoa xuân thôi. Cái thân này thì không biết là phải cái thân này không? Nụ đẹp chưa cô chú anh chị? Nụ rất là sai luôn, rất là đẹp luôn như thế này. Giò này tự dưng lại có một cái thân nó đang nụ trước. Không biết là cái thân này có chuẩn hàng không mà nụ trước rồi. Đấy, cái giò này em bán với giá là bao nhiêu ạ? 120.000 thôi nhá. Giò trầm trắng nhá. Hàng chuẩn mặt bông trắng luột nà và đã trầm trắng thì cực kỳ là thơm luôn. Hoa trắng không tì vết luôn nhá. Đó, có 120.000 cô chú anh chị về thưởng thức hoa xuân ạ. Và sang hình tiếp theo ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Cái giò này em cũng bán với giá là 130.000. Và hình số 15, trầm trắng 15. Với giá em bán cũng là 130.000. Đấy, 3 thân to đùng luôn. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16. 16 này, 130.000 ạ. Hình số 17 này, 140.000 cho hình số 17. Đây, 140.000. Và hình số 18, giá em bán là 130.000. Hình số 19 ạ, là 140.000, rất là nhiều thân luôn. Hàng này thì nở hoa xuân cô chú anh chị nhá. Những bông trầm trắng, những giò này chắc chắn là sẽ hoa rất là đẹp luôn. Sang hình bên này đây sẽ là hình số 20 cho cô chú anh chị nào yêu màu trắng này. 20, 130.000 ạ, trầm trắng ạ. Và hình số 21 mập nú luôn, 150.000 cho cái giò này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 22, 140.000. Cái giò này không biết là cái thân này có nụ trước không? Cũng rụng lá rồi này. Rụng lá chuẩn bị nứt nụ cô chú anh chị ạ. Thân xanh lét luôn, đảm bảo chuẩn mặt bông luôn, 22, 140. Dạ, bên này đây thì em có cây cát. Đấy, hàng này cái màu sắc này sẽ cam đỏ rất là đẹp này, lưỡi vàng cam đỏ. Mặt bông kia sẽ là tím phớt hồng, lưỡi vàng. Hai cái mặt bông mà chuẩn mặt bông như vậy em bán là 110.000 cho một chậu cát này. Nói chung là hàng cát thì rất là dễ sống, dễ chăm, dễ thuần luôn. Bên này đây sẽ là những cái chậu đây là những cái giò điện lan phụng bào lá biên. Cái dòng này thì không chỉ biên lá mà còn biên hoa. Nói chung hàng này nó ít nụ nên là em sẽ bán thanh lý xả đi. Đó, để cô chú anh chị lấy về làm giống. Với giá em bán chỉ có 120.000 thôi. Đảm bảo cây khỏe, cực kỳ là khỏe luôn mà vẫn có nụ có hoa nhé cô chú anh chị nhé. Chẳng qua nó ít thôi. Bên này đây thì em có những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên sẽ là những cái món, đó là món lạp sườn. Món lạp sườn của vùng Cao Bằng đấy ạ. Tự nhà em làm chứ, hun bằng cái bã của cây mía này. Cái này thì hun bằng bã mía nên là vàng ươm rất là ngon như thế này cô chú anh chị nhá. Thì em bán 1 kg với giá 250.000 mà đảm bảo lợn sạch. Lợn sạch và đảm bảo với chất lượng. Đảm bảo chất lượng. Cái này thì ở chỗ quê em thì mỗi một năm đến Tết là gần như không thể gia đình nào, gần như là không thể thiếu cái món lạp sườn này cho gia đình. Đấy, thì em có cái loại túi nửa kg sẽ là 130, còn lấy cả cân sẽ là 250. Lạp sườn. Và bên này thì là măng mầm này. Măng mầm đây là măng của cây nứa nhá. Em bán 1 kg với giá 200.000. Và bên này sẽ là cái ăn. Này là cái nấm hương rừng ạ. 140.000 cho một túi nửa kg. Chè ô long với giá 140, dễ một tân 120, nấm ngọc cổ 150. Và tầm gửi cây chanh em bán 220, hoàng tinh em bán 200. Cái này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông nhé, đủ size 1234, vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong kg. Dớn vụn 4.000 trong kg. Và cái
B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá 90.000 cho một lọ. Super thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Và cái Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Đây là Atonic chứ, 10.000 cho một gói. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Và Duy Xanh 50.000 cho một ống ạ. Hùng Nguyễn thì 25.000 cho một lọ. Và bên này là cái em có cái sản phẩm là Captan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ. Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm ạ. Với giá em bán là 50.000 cho một túi 1 kg, một hộp 1 kg với giá 130. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm 35.000. Với sản phẩm mà cực kỳ là hoàn hảo, bởi vì thứ nhất là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng vô cùng tối đa. Thứ hai là cực kỳ là lành tính, thoải mái trộn hay là bón mà không sợ đen đầu rễ. Đấy, rất là dễ dàng bón mà không sợ ảnh hưởng cây cô chú anh chị nhé, mà cung cấp cái giá trị dinh dưỡng quá là tuyệt vời. Lại hạn chế nấm bệnh tối đa bởi vì đã ủ vi sinh cũng như ủ kháng nấm rất là kỹ càng luôn đấy ạ. Em vẫn gói sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt, một lọ 40.000. Tinh dầu hồi thì rất là nhiều những tác dụng luôn, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ, giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.